Ung thư lưỡi là một trong 20 bệnh ung thư thường gặp ở Việt Nam. Nếu như trước đây khi mà bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi thường sẽ cắt bỏ phần lưỡi bị bệnh rồi hóa trị, xạ trị mà không tái tạo lưỡi sẽ khiến cho khoang miệng của bệnh nhân không khép được. Tuy nhiên với phương pháp nối vi phẫu tái tạo lưỡi, bệnh nhân không chỉ bỏ được trọn vẹn khối u mà còn phục hồi được chức năng của lưỡi và giúp cho bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường. Mắc ung thư lưỡi giai đoạn 2, ông Long phải cắt bỏ 1/3 lưỡi. Thế nhưng, ông đã được tái tạo lưỡi nhờ phương pháp nối vi phẫu tạo hình lưỡi. Đến nay, sau gần 2 tháng, lưỡi của ông có hình dáng như bình thường. Sức khỏe bình thường, vẫn khỏe khoắn, con người không bệnh. Ăn uống người cỡ nào cũng được, ăn bao nhiêu hết. Bây giờ ăn hơi khó, có bây giờ nói nó hơi đỡ đỡ. Tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm có khoảng 300 ca ung thư lưỡi. Trong đó có khoảng 50 trường hợp tái tạo lưỡi thành công nhờ phương pháp nối vi phẫu tạo hình lưỡi. Việc sử dụng kỹ thuật mổ tạo hình vi phẫu sẽ giúp phục hồi chức năng của lưỡi khi ăn uống, phát âm sau khi đã cắt bỏ một phần lưỡi bị ung thư. Bác sĩ nói chung tư vấn trường hợp này nặng rồi, bây giờ phải cắt 2/3 cái lưỡi, xong rồi mới làm phẫu thuật để ghép cái lưỡi lại, làm cái lưỡi mới lại. Rồi lên đây, rồi lúc lên khám với xét nghiệm đồ xong á, cũng có hỏi thăm trong mấy phòng bệnh á, thì bác sĩ nói người ta nói cũng làm mười mấy ca thành công rồi, thì em cũng có lên mạng tìm hiểu á, thì thấy cũng có ca phẫu thuật thành công rồi, tụi em rất là tin tưởng. Sau khi mà mình phẫu thuật, mình cắt một cái phần của lưỡi, sau đó mình lấy cái vạt da ở cái vùng cẳng tay hoặc là vùng đùi lên, sau đó mình sẽ nối mạch máu ở vùng cổ với mạch máu của cái vạt da của mình để mình tái lưu thông lại cái tuần hoàn của cái vạt da đó. Thì vạch da đó thành một cái vạch da sống và phục hồi cái chức năng của lưỡi của bệnh nhân. Tùy trường hợp, đối với những cái khuyết hỏng mà tương đối lớn thì mình phải lấy vùng đùi, thì cái da đùi nó, cái độ dày nó thích hợp. Còn đối với những khuyết hỏng nhỏ hơn thì mình có thể lấy ở vùng cẳng tay thì nó sẽ mỏng hơn. Theo bác sĩ Khôi, sau khi phẫu thuật tạo hình lưỡi, các chức năng nuốt của bệnh nhân sẽ như 100% ban đầu. Chức năng nói có thể phục hồi được 80-90%. Bác sĩ cũng khuyến cáo với những bệnh nhân vừa uống rượu vừa hút thuốc sẽ có nguy cơ mắc bệnh lên đến 35 lần. Chính vì vậy, để ngăn ngừa, bệnh nhân cần có lối sống lành mạnh và vệ sinh răng miệng tốt.